Chào mừng các bạn đến với mualinhkien.vn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách test kit 8051V2. Các bạn sẽ theo đường link ở bên dưới video tải file test kit này về. Sau đó các bạn sẽ giải nẻ nó ra. Sau khi giải nẻ xong, tôi có các hình ảnh hướng dẫn. Một file chứa đựng 3 cái code để giúp các bạn test kit. Có một file tên là test.urt, chính là file này sẽ giúp các bạn test khối URT. Bây giờ chúng ta sẽ test phần đầu tiên. Tôi mở phần mềm, các bạn mở phần mềm nạp chương trình lên, chọn file test 1, sau đó nạp vào. Đầu phần test đầu tiên, test led đơn, led máy phanh, relay có trị DS1, cả cái nhiệt độ DS18B20, LCD 1602 và DS137. Sau khi nạp file code đầu tiên và chúng ta sẽ kiểm tra kit hoạt động, ấn nút reset, led đơn đã chạy, led máy phanh. Relay đang hoạt động, có chip, và cuối cùng các bạn có thể thấy LCD đã hoạt động, nó đã hiển thị lên nhiệt độ được đo từ cảm biến DS18B20 và thời gian được chạy nhờ chip IC thời gian thực DS1307. Trong phần 2, chúng ta sẽ tháo bỏ bớt LCD DS18B20 ra để chúng ta test sang khối URT. Các bạn vẫn để mạch nạp như bình thường, sau đó chúng ta sẽ nạp code thứ hai. Bây giờ tôi sẽ nạp code thứ hai vào để cho các bạn xem. Đây là file thứ hai. Vâng, tôi đã nạp xong. Các bạn sẽ tháo mạch nạp ISP ra và nắp vào, thay vào đó sẽ là chiếc dây cắm micro USB. Các bạn lưu ý ở phần test URT này là của các bạn phải cài đặt driver cho CH340 thì nó mới nhất. Phần driver tôi sẽ đặt ở link ở bên dưới, các bạn có thể tải ngay ở bên dưới. Bây giờ tôi sẽ kết nối điều này vào cái máy tính. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trên máy tính. Khi kết nối xong, nếu các bạn đã cài driver cho CH340, các bạn vào đây kiểm tra computer chuột phải. Driver managin. Đây, của tôi đã có driver, máy của tôi đã nhận. Đây, ở cổng port USB Ready 340.5. Các bạn có thể nhìn thấy rõ. Khi máy tính của tôi đã nhận, tôi sẽ chạy một file. Các bạn mở lại file lúc đầu tiên. Khi sau khi giải nén có một phần mềm tên là test.urt, các bạn mở nó lên. Và mục series, chúng ta sẽ chọn cổng. Ở đây máy của tôi nhận nó là cổng con 5 lên com 5. Ở các phần bên dưới này các bạn không cần tích, chỉ cần để ý phần power ở trên code này chúng tôi để là 9600. Sau đó các bạn ấn open.
kết nối xong, bây giờ tôi sẽ ở trên key này, tôi ấn nút reset. Sau các bạn có thể thấy sau khi ấn nút reset thì máy tính của tôi đã nhận. Ấn một lần sẽ hiển thị lên một lần. Như vậy đã xong, chúng ta đã test xong khối URT. Sau khi test xong hai phần trước, ở phần cuối cùng chúng ta sẽ test đến nút nhấn. Các bạn sẽ xóa code cũ đi và thay vào đó sẽ làm lại code cuối cùng test 3. Sau khi nạp xong thì như các bạn đã thấy, ban đầu bộ nét của tôi đều sáng toàn bộ. Mỗi lần ấn nút thì sẽ thay đổi trạng thái của led. Bốn led ở đây tôi chỉ test bốn nút nhấn so với bốn led đầu tiên. Đây là vùng nút nhấn của tôi. Đây là led. Các bạn để ý, tôi sẽ ấn led đã thay đổi. Vâng. Tôi ấn thì led đã tắt toàn bộ. Bây giờ tôi sẽ ấn thêm một lửa lửa để bật led lên. Như vậy chúng ta đã test xong chiếc key này. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng chiếc key này để học tập thêm và viết thêm những code mà các bạn mong muốn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.